Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đối phương đã đạt đến mức độ 2,9 tỷ rồi. Chỉ là một kích mà đã. Còn cho rằng gặp lại nhau lần nữa, khoảng cách với hắn có thể thu nhỏ lại một chút. Ta cảm thấy cũng là khá tốt. Hắn như vậy ta mới có thể có động lực đuổi theo. Thật đúng là xem thường ngươi rồi. Không ngờ trong nhân tộc cũng có thể xuất hiện một nhân vật như ngươi. Nhưng mà ngươi của bây giờ ngược lại là có tư cách chơi cùng với ta rồi. Mà thôi, nếu như ngươi đã đỡ được một chiêu này của ta, hôm nay Thương Huyền Thiên này ta sẽ tha cho thế. Hôm nay Thương Huyền Thiên này ta sẽ tha cho thế nào? Suy nghĩ của ngươi ngược lại là giống với ta. Đỡ được một chiêu của ta thế nào? Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Nếu đã như vậy, ngươi không có cơ hội để hối hận nữa đâu. Mở Thánh Đồng. Là Thánh Đồng, một trong những thần thông trời sinh của Thánh Tông, uy năng vô tận. Nghe nói chỉ có Thánh Tông mạnh nhất mới có thể dùng được. Tề ma này so với người vừa nãy hiển nhiên là mạnh hơn, không chỉ là cùng một cấp bậc. Chu Nguyên, cẩn thận. Có thể mở mang được tầm mắt với thánh đồng của thánh tộc ta, ngươi chết cũng không đáng tiếc. Loại sức mạnh hủy diệt tất cả này, Chu Nguyên không thể nào ứng phó được rồi. Nhanh chạy đi. Lực của thánh đồng này quả thật là vô cùng đáng sợ. Thánh đồng, chúng sinh bình đẳng quang. Cái thứ này cũng quá khoa trương rồi. Chu Nguyên, mau né đi. Bảo bối, mời hiện thân.